Mỹ nè, sao? Rồi, ok. Rồi, vô các bạn. Nay mình đánh bi-a phân trên bàn lớn nha anh em. Mở cái dùm cái kênh TikTok của em. Kênh TikTok của em. Chào mọi người. Rồi, chào anh em bên kia luôn nha. Vô. Lên phải không? Lấy cái bài chia sẻ, lấy bài cá nhân á. Lòng. Rồi, để xíu nha anh em. Đúng bàn lớn nha các bạn. Bàn lớn là cái bàn mình hay đánh bao bằng á. Bàn này nó bự nha anh em nha. Gì em? Hả? Nói với anh em bên bay vô nhóm. Rồi, vô. Kèo chấp 300 điểm nha anh em. 600, 300. Nay quýnh bàn lớn nha, cho nó hấp dẫn. Rồi, quýnh 600, 300 rồi, quýnh 400 ngàn lâu. Vô. Rồi, 5 con đề 3 nha anh em. 5 con đề 3. Rồi, xin chào hơn 2.000 anh em. A Tèo. Rồi. A Tèo rảnh lên trên mạng coi mấy cái clip mà mình cũng đánh vô địch rồi các bạn ha. Coi xong rồi quay về bình luận tiếp nha A Tèo nha. Ừ. Tối ngày mấy đứa cứ canh vô, mấy đứa chơi không à. Mấy đứa không biết quýnh bị da không à. Giỏi thì đi đánh SEA Games. Trời ơi. Thời gian nhậu cũng có nữa kia đi quýnh SEA Games. Anh phải kinh doanh pizza anh kiếm tiền mấy em ơi. Mấy em rảnh mấy em đi đi. Kèo 600-300 nha các bạn. Yeah. Yeah. Chỉnh về Long. Hả? Hả? Ờ. Mới vô. Còn hả? Rồi rồi, Long còn đá trúng luôn các bạn. Rồi trên các bạn đang xem bên kia là cái fan club của Thịnh Ken nha các bạn nha. Đây là cái nhóm mà mình do mấy anh em fan tạo ra nha các bạn. Lô cơ hả? Âm lượng lớn quá các bạn.
Okay. Ba. Bốn. Cái này là cái bàn mình đánh ba băng nha các bạn. Đánh bàn lớn thì nó giống thế giới. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Chín điểm. Mười. Ơi lâm 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 mười một. Mười hai. Ôi 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 ôi. Sorry anh em. Quá dâm. 13. Mười bốn. Mười lăm. Rồi. 15. Rồi chào Phú Mạnh. Rồi chào mấy anh em trên kia luôn nha. Này mình like 3 nền tảng. Rồi, chào Hữu, rồi, xin chào Khoa Quỳnh. Chào Trần Tâm. Các bạn đang nhìn trên hình là cái bàn lớn nha các bạn. Bàn mà mình hay sử dụng để đánh ba băng đó. Đúng rồi Phú Mạnh ơi. Rồi, hello em Đình Khánh nha. Vô đây chơi em, rảnh vô đây thăm anh nha. Tháng 7 là anh đi rồi đó. Anh đi là còn lâu lắm mới gặp anh nha em trai.
Nhạc to hả anh em? Nhạc to để chỉnh nhạc nhỏ lại. Nghe em Phú Mạnh, nghe em, alo alo alo. Alo alo. Chắc kêu làm con đổi cái mic lại quá. Lấy cái mic kia qua đây nè, mic này nó bị lồng tạp âm rồi. Hiểu không? Nó bị là lỗi giống bữa. Mic 2 bỏ rồi. Để xíu anh em.
Không được là thôi chắc xóa bớt một cái nền tảng đi chứ. Alo 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 alo, không lên phải không? Không lên phải không? Lên là mic nó hư rồi. Nghe. Ủa lắm sao ta nghe rồi? Nghe chưa? Alo 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 alo. Lên được không? Rồi quýnh đi. Phần tâm ghê, quýnh được vậy. Cần lắm một bộ dụng cụ livestream micro nào tốt không bị hư coi. Tiền bạc không thành vấn đề. Muốn like cho anh em nó tính ra đồ mà mình mua ba cái dụng cụ livestream rồi máy móc rồi cả trầm cũ anh em thử thử rồi. Rồi ok các bạn, vô lại anh em ha. Để mình like nó thấy hơn. Làm mấy anh em sorry mấy anh em top top nha. Rất là xin lỗi. Nãy mấy anh em nói gì đang nói nó đọc đọc mấy cái nền tảng khác nó bị rớt like nó bên top top luôn. Sorry. Chào Phú Mạnh, chào Phú Mạnh nha. Đâu like được đâu, like trong hội nhóm. Ok các bạn, ok anh em nha. Rồi chào Hải Quốc. Chào anh em. Anh em tấp tấp gà vô lại giùm Thịnh cái anh em tấp tấp. Lại nó bị lỗi gì. Một điểm cho Long Con.
Lắp lắp vô lại nha. Dùng lại cái coi. Lâm con giống hiếu nào ta? Nay cô ấy rồi, chào anh em. Rồi chào mấy anh em top và chào mấy anh em trên mạng luôn nha. Ok. Rồi thì giờ chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Ok Nguyễn Đình Quang. Rồi có dịp nha. Rồi các anh em bên bay đang xem cái nhóm của Thịnh, nhóm Thịnh Ken Fan Club nha các bạn. Đó là cái nhóm của các fan già lão đạo ra. Thịnh sẽ like bên đó nha các bạn nha. Lâm Con quýnh 300, Thịnh Ken quýnh 600 nha anh em. Rồi chào Trinh Quốc. Rồi xin chào. Rồi chào ngàn hai anh em trên top top. Rồi đứng cho các bạn thấy ha. Chào. Chào anh em. Đây các bạn đang xem là đánh trên bàn lớn bao ăn nha các bạn ha, bàn BBA. Ok Quỳnh Quang, rồi chào Phúc Anh. Vô lại em nha. Ok. Sorry hồi nãy cái stream kia nó bị lỗi về âm thanh, rất xin lỗi mọi người. Chấp lại Thịnh đi, chấp gì chưa? Trường chắc tắm chiếu mới cho bị già hả? Alo. Nghe bình thường đúng không anh em? Alo. Alo, alo, alo. Alo. Mít hết bình còn nguyên anh em. Để xíu Thịnh đứng lên Thịnh chỉnh nha các bạn. Rồi. Ồ mít bình thường mà anh em. Mic là hết sức bình thường luôn nha các bạn. Alo anh em nghe chưa? Ok các bạn. Ổn chứ, ổn chứ, ổn chứ. Rồi ok. Giờ nghe ha.
Mấy anh em bên bay chắc đang thấy Thịnh Kèn đứng trên cái bàn. Mình nghe rõ lắm đó nha anh em, không biết máy của anh em sao. Ok, đợi xíu anh em, mang giày vô đó. Mang giày có cái tội là cứ mỗi lần phải tháo ra tháo vô giày. Đồng còn này đánh tốt hả anh em? Lâm con vừa đi cơ 44 điểm. Móc. Anh em nào bên top top mid chưa được, các bạn out ra, các bạn vô lại nha các bạn nha. Chứ bên đây mình nghe rõ lắm luôn nha các bạn nha. Nghe rất lớn luôn á. Nha các bạn. Anh em nào bên top top chưa được thì nghe lâu lâu. Tức tại mình like nhiều nền tảng quá, đang cầm 2 mid luôn anh em. Lo quấn nè. Một. Hai. Ba. Một. Vào. 7. Còn cái top top của nghe không lắm. Hôm nay lại chị bị lỗi âm thanh hoài. Coi thử rồi nghe không? 9. Nãy đứng nhìn kia nghe rõ lắm luôn á, không biết sao người ta nói không nghe. Cái gì? Đứng lên coi rồi. Đấy, nó mới lại một hai nền tảng rồi. Mới tháo ra cắm vô lại luôn á. Giờ không tập trung được gì, bực thiệt. Một. 11. Mười hai. Bực thiệt anh em ạ. À. Lẽ giờ đọc hết mấy đồ này mai múa mới rồi. Không tâm ghê. Ok.
em đổi sợi dây này thử. À, anh Thông. Quấn hết được luôn. Má bực thiệt á anh em. Bực mình thiệt cũng lẽ chửi thề luôn chứ. Alo. Má mày đồ này mua quá biết bao nhiêu tiền mà xài không được. Ôi. Nghe thành ok em giữ anh 40 á. Nhắn ơi nhắn vô lô chút nữa anh coi anh đang live stream đó. Alo, anh em trên top có nghe không ạ? Alo. Rồi nghe rồi mà. Nghe rõ luôn rồi tao. Ok, giờ tập trung quýnh ra nha anh em. Lò bả vụ nghe nhìn này nãy giờ không quýnh được gì. Mình bực mình cũng chửi thề bình thường anh em thông cảm nha, mình cũng là người bình thường chứ mình không phải là cái gì cao xe gì đâu. Hy vọng là nghe rõ. Núi đánh tụi chung lại thuận đâu là gì? Trần Đạt comment không hiểu gì Trần Đạt. Thuận nào thôi Trần Đạt. Bạn đang xem trực tiếp trên bàn lớn của bạn nha các bạn nha. Ok. Nãy giờ mình ngồi đứng mình chỉnh cái âm thanh thôi nó mất hết thời gian ghê. Hết quýnh được rồi. Mà em coi lại mấy đồ điện tử mình mua còn cái hàng bảo hành không? Không hàng là đi qua shop khác mua khác rồi. Mua lại mic với lại mua mấy cái đó hết đi. Có đi làm cho anh em coi chứ để bị lỗi hoài. Hay. Oh.
7. Mời. Mười một. Mười hai. Mười ba. Gì nữa Lâm? 14. Cái gì em nói gì? 5. Để mai tính, để cho anh em ta tập trung ta coi. Mình đứng mình chỉnh cái đó hoài. Mai nhắc tao đi mua hết mấy đó. Mai mình lên mua nó mấy đó. 7. Mở ly dạ đó. Mở nó lạnh chẻ xuống. Đừng mở quạt. Mở quạt khó lắm vậy đó. 9.3. Đây đây quýnh này tao bắn cho. 54 điểm. Bạn nào bên bên túc có coi có bị lỗi gì các bạn phát ra vô lại rồi cảm ơn nha. Nãy giờ đứng chỉnh chỉnh máy này biết nó không tập trung quýnh được bạn đúng không, chơi nó không tập trung được. Quýnh lúc nào muốn like cho anh em coi mà like cứ bị này cứ đọc comment thấy người ý kiến này ý kiến kia cái làm nên cái chỉnh chỉnh qua chỉnh lại hết quýnh luôn hết quýnh luôn. Thank you.
gì đâu 15 Alo. Đánh bình thường các bạn nha. Ok anh em top top, các bạn muốn mua cái gì các bạn lên bay nha. Thì trên đây không được đọc địa chỉ số tiền hay gì nha các bạn nha. Đấy kỹ, trên đây mình không có đọc được mấy đó. Đọc cái là nó chặn hết là mang luôn anh em. Một sáu bảy tám chín đừng nghe nó Lâm ơi, tập trung quýnh đi Lâm. Đừng có nghe mày, đừng có nghe nó, tập trung quýnh đi. Nghe mày nó nói hoài hấu luôn. Sorry anh em, mà trận đấu nó không lỗi về kỹ thuật, cái đâm ra mình quýnh chưa được. Mà cũng sẽ cố gắng đánh tốt cho anh em coi. Da nó dễ các bạn, nó tâm trạng nó bực cái quần vậy là quýnh hết được. Thank you.
lần thấy hối hận. Cũng thông báo anh em là cái bay bay chính của Thịnh với bay phụ Thịnh tạo ra thì hiện tại là không có like được các bạn nha. Để đó anh em mình sẽ chủ yếu like trên hai cái nền tảng này thôi. Bị giang hồ chơi chiêu. Sao có gì không anh? Đúng rồi anh, có gì không anh? Không muốn dễ hẹt à? Hỏi chi vậy? Liên quan gì đâu hỏi chi vậy? Cũng được em. Làm sao không hiểu? Tự nhiên rồi, không quen không biết vô rượu Ấn Độ 100-200 triệu cha. Thì đúng rồi, anh đâu có thiếu tiền đâu chơi em. Anh đâu có thiếu tiền đâu. Thì không thiếu tiền thôi đi ngủ Ấn Độ chi nữa em. Quá lâu gặp mấy thằng lông dịch đâu nữa mệt ghê. Địa chỉ anh em biết địa chỉ anh không? Biết địa chỉ của anh không em? Địa chỉ anh ở Thủ Đức đó. Ừ ghé qua nha. Thì ghé Ấn Độ chứ ghé mày ngủ Ấn Độ ghé đây chứ tao đâu rảnh đâu đi tìm mày mày. Anh đâu rảnh đâu đi tìm mày. Gì? Hả? Mấy này má cho mấy anh đợi tới nhà quýnh chết mẹ nó quá. Rồi, nay tính tới hơi nóng rồi nha anh em. Không, ngáo quá, chuyện mất dạy. Số nè, 0845176167 hả? Để gây từ từ anh em. Đợi mình xíu. Chụp lại số này nè. 0845176167. Còn mặt nữa. Nó một ngày vậy anh em. Lâu phải gặp mấy thằng mắc ma nam an đó nữa.
Được, không có Zalo. À, đầu gà hàng này nè anh em, 0845176167 anh em. Chút về like tâm sự với anh em chơi. À, anh giảng về. Dương, làm anh bộ huy Dương. Chô thẳng quá Thịnh ơi. Hay điểm. Đó, anh em thấy một ngày bún bây giờ tồi tệ là như thế nào chưa? Là quấn hoài không có điểm, nó là như vậy đó. Bây giờ là nó có cái ngày như vậy á, cái ngày nó đã quấn sụi rồi, gặp mấy thằng mắc ma nó man lên. Ờ sụi rồi Duy Nguyễn ơi, em có thể nào đừng chửi thề không? Mấy đứa lên mạng mấy đứa chửi thề ghê vậy. Lâu lâu anh sụi nha em Duy Nguyễn nha. À, em cũng đừng nên chửi thề em. Lớn rồi mấy đứa, lên mạng phải biết bấm phím cho nó đúng. À, sụi ơi. À,
Nãy giờ thèm bún lộn hay là bún pizza luôn á nè em thời luôn á. Giờ ước vậy thằng kia, cái thằng nãy gọi nó xuất hiện mình nó bún lộn live stream cho anh em coi. Lát mất nhau mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Một điểm hai. Tám, mười chín, một, hai. Chỉ khách đầu xe ở ngoài em. Ông đó chắc xỉn thì ông chạy tốc độ kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chào mấy anh. Dạ. À, em dở đó anh ơi, quýnh sụi luôn rồi. Qua 4. Ba lông. Quả 6. À dạ. Hoàng tôm anh. Lâu rồi. Dạ. Dạ. 37. Mấy anh với Vin hả? Dạ. Ba chín. Bốn mươi. Dạ. Trời ơi, dạ quýnh dở lắm anh ơi, quýnh muốn hụt luôn. Thiệt á. Muốn hụt với hụt thôi. Dạ, muốn hụt với hụt. Không muốn là muốn. 3. 4. 5. Dạ, ít giật anh, ít giật quýnh. 6. 7. Chín. Năm mươi. Năm mốt. Hai. Năm ba. Vào. 6. 7. 4. 65. 6. 67. Côn. Dương 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 lấy bộ bì. Có cái bộ bì này riêng vô. Số 7.
quá. Trời, nãy giờ không coi anh em trên trên ấy thấy gì con nào Hoàng Phúc gì nữa vậy? Đâu quán đang còn có trống bàn hai bàn các bạn. Mời khách mới ra. Làm gì nhậu tụi nó hả? Cho rượu nó qua đây quýnh gia nhậu luôn, nó tăng doanh thu cho quán mày. Quýnh đây hai bạn quýnh nguyên buổi trưa. Quýnh đây hai bạn chín đồng hồ nguyên buổi trưa. Chợ mới bên kia hả? Chợ mới bên đây phải không? Đâu chỗ à ở dưới quê em hả? Chú quýnh đây hai bạn. Like hai nền tảng rồi like cho anh em coi. Cái kia bị mấy thằng kia nó phá rồi thôi. Nào làm ba nghề mình ở ngoài sáng nó trong tối mà. Dạ chỉ khách dựng xe lên trên kia. Rồi chào Đặng Hùng Trung. Thôi chút về mình livestream nói chuyện với anh em chơi anh em ha. Có tâm sự nhiều cái chuyện cũng cần tâm sự với anh em. Vui. Chút về anh em đón xem live luôn nha. Tâm sự mỏng mỏng.
quấn hết được luôn, quấn hết được luôn. Chô em giật cái tay lại đâu được, quýt bàn lớn chô cái tay phải thẳng. Tay tao không giật mà cái bụng tao bực mình tao quýt không được. Bàn lớn mà em quýt cái tay đó sao ra được. Nhau à, đi cao kê ôm không? Mấy chỗ đó tao cũng quen không á, mấy ngày mà tao coi trong đó hiểu không, chỗ đường mang thiện á, đi không tao gửi cho. Sụi thiệt, quýt tháp được què vậy. Ui cha cha cha, chắc về sớm quá. Anh Thịnh Ken bao giờ rủ Hoàng Việt phục thù em? Anh với Việt đâu có thù gì đâu em. Chuyện quýt pizza mà mấy em nói gì phục thù ghê. Em nhiêu tuổi rồi, được 20 tuổi chưa? Ê, ê, trả cái lít nhạc lại. Thành cái USB em đừng có tải cái nhạc khác. Nhạc này dính xiền luôn rồi. Mày rảnh lắm. À trừ 2 ngày luôn. Tội chỉnh nhạc sai. Có cấm ghi cái USB á, làm lại chim mà nhạc đó rồi nó bị ấy nữa. Mua cái khác rồi, mua tôi tính tiền cho anh. Chứ live stream mà em bật mấy nhạc đó đâu được. Phải nhạc của mình mới được chứ. Mà nhạc của mình tới 4 lít luôn mà. Tải hết 4 lít qua, bật chừng nào mới hết. Ừ.
Trời ơi, lên mạng, lên trên top top coi mấy ông nội nào chửi lộn nữa kìa. Mấy bên top top nghe không? Giờ mấy đứa có vụ hẹn quýnh lộn trên mạng nữa hả? Hẹn rồi có quýnh không? Lớn rồi, thanh niên người ta lo đi làm việc, người ta lo gia đình nữa. Kiếm tiền lo gia đình mấy em. Lên chơi cái top top cho anh bay top top thịt các bạn. Mấy đứa hẹn nhau quýnh lộn luôn kìa. Có trọng tài luôn kìa, trời ơi. Lộn có trọng tài luôn. Quá khủng khiếp. Thành ơi, Thành, nói nghe Thành. Bữa em lấy số này nè, ngày mai có cái em này á, nó chạy từ không cái ngày 11, tức là ngày 11 nó đi xe nó lên đây. Nó em kiếm khách sạn nào vòng vòng đây cho em ở, khách sạn nào đưa được nha. Tiền phòng sư phụ tính rồi em book cho nó ở nha. Này đặt khu này ở Bắc rồi nha. Bỏ hộp số đi, nó sẽ alo cho em á. Cho số em rồi. Đặt nhớ đặt khách sạn đó nha. Xử lý cái YouTube lộn cái Facebook. Cái Facebook của mình. Cô Lê Quang gom mà. Né đá xiệt, hai phơi thôi. Tài thẳng nha, đưa tài quẹo nha. Lương đúng rồi, em liên hệ trước. Em nói chừng nào là em nó lên nó alo cho em trước nha. Nha Thành. Nhà khách sạn ha. Tại nghe nó lên đây cũng 2-3 giờ sáng cái gì á, nó tới sẵn khách sạn đó rồi vô luôn. Rồi chào Nam Nguyễn nha. Rồi chào Quang Lên, Pizza Lip size 645 nha. Em có địa chờ cái chỗ anh Tuấn gì chưa? Chỗ ngày mai làm có đôi chỉ chưa? Ta gửi cho em chưa? Cái bi mới qua mới chỉ Thành luôn mà hơi giống hay không giống xíu.
chín. Ôi. Nói gì? Nhắn tin đi. Chào em. Xa. 45. Sao? 7. 8. 9. 50.
gọi. À, lần gọi cái tóp tóp còn lòng à, còn sợ hết pin nữa. Còn không? 91 7 8
99. Một trăm. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. 108. Wow. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 120. 1. 2. 13. 14. 25. 26. 27. 28. 29. 130. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 138. 39. Quá giả. 140. 1. 42. 3. 4. 45. 46. 7. 8. 49. 150. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 160. 61. 62. 63. 64.
6. Trăm 67. Sáu 8. 69. 170. 1. 72. 73. Nhớ để ý dùng cái gì tới tóc cho bị lông. 7 8 9 80 34 5 6 ngoài 7 8 189 190 91 92 93 94 95 96 97 98 99 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 12 13 14 15 6 17 8 19 20 21 22 23 223 quá dở cho đi. 15 26 226 26 28 228 29 30
6. Bảy 237 38 9 240 Trời ơi là trời. 41 245 416 245 điểm bạn. 245 nha anh em. Tấp 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 nghe rõ không? Anh em tấp tấp nghe rõ không? Alo. Vừa rồi là 245 nha anh em. Muốn lấy cảm giác lại chứ. Rồi, chào em Phạm Anh nha. Chào Phạm Anh nha. Rồi, pha sui bì của Lâm Con.
quả kéo lắm con, quả hay nè em ơi. Trời ơi, pha giải đạn quá hay của Lâm con. Bây giờ rồi hay lắm nha anh em. Quảng cáo rồi là bấm quảng cáo cái đó. Coi cái đối tượng đúng không? Coi đối tượng đúng không? Sở thích rồi đúng không? Thêm địa chỉ vô. Khỏi focus trong đây thôi. Thành phố với lại đó được rồi. Thôi rồi cứ mấy đó đi. Sorry. Rồi. Bồn Hồ Chí Minh. Thôi cứ thêm mấy kia cũng được, cho nhiều cũng được. Mấy cái giáp ranh mình á Long. Ôi sáu. Bảy. Hoài. Mười tám. 19 20 1 2
Vâng. Bao nhiêu lòng? Về. Về. Ba mươi. Sao?
87 88 89 90 1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 111 12 13 14 15 16 17 18 119 120 6 27 28 29 130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 140 1 2 3 4 45 6 7 8 49 150 51 152 53 54 55 56 57 58 59 160 161 162 63 64 65 66 67 68
19. 170. 71. 72. Ngọc. Gì? Hết pin hả? Hết luôn hả? Tắt hả? Tắt hả? Đứng lên coi. Lên lên bấm lại. Bấm vô cho nó chạy. Lâm Lâm, bấm vô cho nó chạy. Đứng lên bấm một cái. Bấm vô một cái là nó chạy à. Bấm vô. Trăm bảy mươi lăm. 76. Còn 8. 77. 78. 79. 180. Còn 4. Còn 3. 81. 82. 83. Còn 1 anh em ơi. Các bạn lớn quýnh Ken thì khó bể. Rồi xong luôn. Đâu? Bị đứng pin hả? Kìa. Rồi tắt đi, tắt đi. Đây ok. Đây rồi. Đủ tiền nha anh em. Rồi. Đủ tiền. Mai chẳng bơm nha anh em nha. Mai quyện chẳng bơm đi ra buôn nha anh em. À các bạn, cho các bạn coi. Đây là tháo máy xuống luôn Lâm, tháo máy xuống luôn Lâm, tháo máy xuống luôn. Để lấy cây xuống luôn rồi. Hết pin. Mai mình có mặt pizza bull nha các bạn. Pizza này nè ở Trảng Bom nè các bạn. Bull Pilat. Mai Thịnh có mặt ở quán này nè. 13 giờ Trảng Bom nha anh em. Quán đẹp lắm. Rồi đây là cái fanpage của Thịnh nha anh em. Fanpage để anh em có thể mà theo dõi Thịnh Ken nè. Cái fanpage tích xanh nè các bạn. Hồi nãy em chạy rồi phải không Lâm? Nãy chạy xong rồi phải không? Nãy chạy xong rồi phải không? Chạy cái nãy kêu em chạy á. À. Rồi ok. Xong rồi chỉnh sẵn rồi vậy đó. Mai chạy lên cái chỗ gì mua cái micro đi. Mua bộ mới đi. Hi, sorry anh em nha, hôm nay like cái micro nó bị là mình khó chịu ghê luôn á. Rồi mình quýnh không có được. Alo alo alo. Ủa sao trong chơi bay nó hết có đang cái trực tiếp cái rồi Lâm à, vẫn còn nè. Còn nè à, trên fanpage anh em chịu khó. Đây là fanpage của Thịnh nha các bạn. Đây là cái fanpage chính thức của Thịnh Ken nè. Thịnh Ken có dấu tích xanh nè các bạn. TikTok hay và fanpage đều có dấu tích xanh là của Thịnh Ken hết nha anh em nha. Anh em xem giùm Thịnh cái này. Thì trên đây là Thịnh sẽ có những cái buổi mà live stream hay là cái gì cho anh em. Rồi rồi anh em nào fan Thịnh các bạn vô cái Thịnh Ken Pizza Fan Club này các bạn nha. Thì từ mai Thịnh sẽ live stream trên cái nền tảng này, trên cái nhóm này. Tại vì cái fanpage của mình á, fanpage chính á với fanpage phụ á là bị một cá nhân nào đó tác động vô nó gọi là chơi xấu sau lưng rồi đó. Giờ là Thịnh không thể trực tiếp được. Anh em nhìn nè.
Thịnh bây giờ Thịnh bấm phát trực tiếp nè anh em nhìn nè. Không, tạm thời bạn bị chặn thao tác này nè. Cái này Thịnh đang nhờ người gỡ để các bạn. Mình không thể phát trực tiếp được. Các bạn thấy không? Đây là fanpage của Thịnh nè. Bình thường là Thịnh phát trực tiếp qua fanpage là với lại YouTube cho các bạn xem. Thỉnh thoảng có TikTok nhưng mà hiện tại là fanpage của mình đã bị chặn bữa giờ rồi anh em ha. Nên tạm thời là Thịnh sẽ like trong các nhóm. Các nhóm mà Thịnh chia sẻ qua anh em chịu khó xem dùm Thịnh nha. Thịnh cảm ơn rất nhiều. Đó thì cái này có đứa em nó sẽ vô nói chung là mình bị chơi mấy vụ này hoài anh em nên cũng quen rồi. Rồi đó cho anh em nào mà biết rồi còn cái này là cái TikTok của Thịnh Ken nè, anh em vô cái TikTok này là TikTok tích xanh của Thịnh Ken nè. Tục lướt ngang ghệ nào bikini luôn rồi. Đây các bạn, đây là cái TikTok tích xanh của Thịnh Ken nha các bạn nha. Đây là cái TikTok mà mình dùng để gọi là làm những cái clip trên mạng. Rồi sau này Thịnh sẽ tập trung buôn bán tất cả các đồ pizza trên đây luôn nha các bạn nha. Thịnh chuẩn bị mở TikTok shop những cái sản phẩm mà của Thịnh như là để Thịnh vào quảng cáo cho anh em. Thành lấy dùm cái bao tay các bạn, bao tay màu cũng được. Màu đen màu đồ cũng được. Đây là những cái sản phẩm mà bên Thịnh nha các bạn nha. Thịnh sẽ phân phối những cái bao tay pizza. Bao tay pizza của Thịnh Ken các bạn ha, có chữ ký Thịnh Ken nè. Chung cũng rẻ các bạn ơi. Mấy chục rồi. Đó để đến cho tất cả các anh em mà đã ủng hộ Thịnh, không? Thịnh làm sản phẩm bao tay tốt để cho anh em cơ pizza gì Thịnh sẽ bán trên cái kênh TikTok này các bạn ha. Các bạn nhớ nha, Thịnh Ken chỉ có mục đích TikTok duy nhất. Đó là Thịnh Ken Official mà nó có cái tích xanh này các bạn. Ê Lâm cái mic nào là mic đang nói chuyện YouTube vậy? Đây không? YouTube nè. Ok anh em. Đúng rồi. Alo. À đúng rồi. Thì đây là cái TikTok Thịnh, anh em có thể bấm vào theo dõi. Còn trên TikTok thì rất nhiều tài khoản Thịnh Ken, rất nhiều người lấy tên Thịnh Ken. Nhưng mà các bạn nhớ Thịnh Ken là có duy nhất cái tích xanh mới đúng là Thịnh Ken nha. Còn nhiều người thì người ta lấy rồi người ta buôn bán, người ta mượn cái tên mình, người ta buôn bán, người ta kiếm cái lợi nhuận cho người ta luôn á các bạn. Thì thật sự là mình cũng chưa làm gì về chuyện này nhưng mà họ đang làm điều đó là đối với Thịnh là sai lắm luôn á. Nhưng mà Thịnh cũng chưa có làm cái gì hết đó. Thì chỉ nói anh em là vậy nha. TikTok Thịnh 300,000+ người theo dõi nè, 3 triệu tim nè, tích xanh. Đó, các bạn thấy những clip mà rất là nhiều lượt theo dõi đó là cái mới chính là kênh của Thịnh nha các bạn nha. Đó, đây là kênh của mình. Thì anh em có thể vui lòng bấm qua đây theo dõi giúp Thịnh. Các bạn theo dõi hành trình. Sau này Thịnh sẽ livestream nhiều trên TikTok. TikTok có một cái là like xong nó không có cái video lưu lại các bạn, cái đó là điều đáng tiếc thôi. Thấy không? Mình like hướng dẫn pizza hay là like cái gì cũng được trên đây hết nha anh em nha. Ok. Rồi, thôi Thịnh cũng cảm ơn anh em đã theo dõi cái livestream này. Thì Thịnh hiện tại là Thịnh sẽ còn ở Việt Nam cho tới ngày 5 tháng 7 Thịnh sẽ bay qua Mỹ các bạn nha. Thịnh sẽ đi qua Mỹ tầm vài tháng. Thì qua đó để Thịnh nói chung là sau này Thịnh sẽ sống nửa Việt Nam nửa Mỹ, nói chung là sẽ đi qua đi về. Mình cũng sẽ qua bên Mỹ để mình làm những cái review về cuộc sống Mỹ rồi pizza bên Mỹ thế nào cho anh em coi ha. Em mong anh em ủng hộ Thịnh. Thì cái kênh Thịnh Ken thì cũng rất may mắn là được anh em ủng hộ lâu nay. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì có cái anh em cần cái nội dung gì, cần Thịnh làm những video gì á, các bạn cứ bình luận và Thịnh sẽ theo đó Thịnh làm các video cho các bạn nha. Cũng nói nhà Thịnh ở bên Mỹ là ở Florida các bạn, ở Orlando City. Gì? Đúng rồi. Chỉ có một cục rồi đúng rồi của mình à. Cho anh em biết vậy nha. Ok. Những sản phẩm như là bao cơ pizza, hay là cơ pizza, rồi những cái đồ nhỏ thì Thịnh Ken mong mấy bạn ủng hộ ha.
Ồ, giờ còn 200 mấy người coi. Ồ, quýnh cái trận này lâu ghê luôn á. Má ơi, vừa lúc đầu vô làm cái trầm thanh thích mẹ ăn tiếng. Chào Sơn nhà đẹp Đắk Lắk, chào em. Ok. Đây, nói chung Thịnh cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em đã theo dõi cái livestream này. Rồi mọi người follow các nền tảng đó của Thịnh nha các bạn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và những lượt chia sẻ, những lượt like, comment của bạn chính là những cái động lực rất lớn để giúp Thịnh luôn luôn máu lửa với cái đam mê pizza của mình để mang đến những cái clip pizza hay cho các bạn. Thịnh Ken xin cảm ơn và xin chúc cho mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Ok, mai gặp Chảng Bơm nha anh em. Mai 13 giờ Chảng Bơm anh em đón xem trên YouTube nha, 13 giờ nha. Ok. Thôi, ok. Tạm biệt. Xong, thôi về. Về vợ đợi ở nhà.